nào vô đây? Hả? Để nào vô cái kẹp này? Ờ, 4 đứa lận. Vậy hả? Em cũng 2 đứa vô rồi. Ờ, 4. Lên rủ Thu gửi 2 đứa vô luôn. Ờ. Dạ, thì đi theo đây nè. Mà cái thằng này nhỏ chưa? 3 đứa lớn thôi. Thì mấy cái cút lớn mà. Dạ, bên đứa lớn. Nó 4 tuổi. Bởi nó mới đi theo em đó. Dạ. Con chị đứa nào mấy tuổi? Dạ đây, anh này 7 tuổi. À. Anh kia 10 tuổi. À, 10 tuổi nó đi Minh Ra Ca lớn. Anh 7 tuổi.